Chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu đã về dự lễ kỷ niệm 114 năm khởi cuộc quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc sự kiện Hương sắc tháng 3 tinh hoa Cầu Giấy của chúng ta ngày hôm nay. Mở đầu chuỗi sự kiện ngày hôm nay, xin kính mời các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng thưởng thức chùm chương trình nghệ thuật đặc sắc bao gồm đơn ca nữ Việt Nam Trong Tôi Là, sáng tác của nhạc sĩ Yên Lê qua phần thể hiện của ca sĩ Khánh Linh. Song ca Một Vòng Việt Nam sẽ được gửi tới các quý vị đại biểu qua giọng ca của ca sĩ Minh Phương Hoa Lệ với một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể các bà, các chị thưởng thức. Trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy. Máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam, dù đi năm châu cho dù về nơi đâu, chiều trái tim này cùng hát chung câu Việt Nam. Trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy. Máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam, dù đi năm châu cho dù về nơi đâu, chiều trái tim này cùng hát chung câu Việt Nam. Oh,
đã ghim vào những thân trẻ bao ký ức xót xa hỡi mẹ. Ai đã ru ngủ những dòng sông cùng em ai chạy về hướng đông. Con đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói rơi xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò à ơi. Dậy với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vắng đêm vắng. Cùng với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Cần green me, we travel around Việt Nam. Những thân tre bao ký ức xót xa hỡi mẹ. Ai đã ru ngủ những dòng sông cùng em má chạy vai hướng đông. Còn đã vẽ hình hai quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dây xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vòng tiếng hay hò vì nhớ con đò à ơi. Dậy với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Trời vắng đêm vắng. Cùng với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Cùng với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Come with me, we travel. Thay mặt ban tổ chức, xin cảm ơn các nghệ sĩ đã mang đến phần trình diễn vô cùng đặc sắc, đậm chất nghệ thuật chào mừng cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các bà, các chị. Hòa trong không khí phấn khởi tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của phong trào phụ nữ quốc tế và những thành tựu to lớn của phụ nữ Việt Nam từ khởi nghĩa Hai Bà Trưng đến nay, đặc biệt là những thành tựu to lớn của thủ đô đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Hôm nay, được sự đồng ý của Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội và Thường trực Quận ủy quận Cầu Giấy, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy tổ chức kỷ niệm 114 năm Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khai mạc sự kiện Hương sắc tháng 3 tinh hoa Cầu Giấy. Đây là một hoạt động trong chùm hoạt động cao điểm kỷ niệm những ngày lễ lớn của thủ đô đất nước, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô và đặc biệt là nhằm hưởng ứng Festival Phụ nữ thủ đô vì hòa bình và phát triển do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội khai mạc ngày hôm qua, mùng 2 tháng 3 năm 2024 tại phố đi bộ Hồ Thiền Quang. Về dự và động viên cho ngày vui hôm nay, chúng ta vui mừng chào đón các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo quận và các cơ sở. Thay mặt ban tổ chức,
tôi xin trân trọng giới thiệu các quý vị đại biểu khách quý. Đại biểu thành phố xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Kim Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thành Ủy viên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thị Quỳnh Trang, Tổng biên tập báo Phụ nữ Thủ đô. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thị Thu Giang, Phó Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các ban của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cũng về dự với sự kiện của chúng ta ngày hôm nay. Đại biểu quận Cầu Giấy, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thị Phương Hoa, thành ủy viên, bí thư quận ủy quận Cầu Giấy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thanh, ủy viên ban thường vụ quận ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cầu Giấy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thị Thủy, ủy viên ban thường vụ quận ủy, trưởng ban tuyên giáo quận ủy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Việt Hà, ủy viên ban thường vụ quận ủy, trưởng ban dân vận quận ủy. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí đại diện các lãnh đạo các ban xây dựng đảng, các phòng ban ngành đoàn thể của quận, đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Kim Lê, ủy viên ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, quận ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy. Đại biểu Hội Phụ nữ qua các thời kỳ, xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Điểm, nguyên chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy khóa 2 và 3. Đại biểu đơn vị kết nghĩa phối hợp, xin trân trọng giới thiệu Thượng tá Trần Trung Dũng, Phó Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 205. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí là chủ nhiệm chính trị, trợ lý dân vận, chủ tịch Hội Phụ nữ Lữ đoàn 205 cũng về dự với hội nghị của chúng ta ngày hôm nay. Đại biểu cơ sở, xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ các phường, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cơ sở và đặc biệt là sự có mặt của hơn 1.000 cán bộ hội viên phụ nữ của chúng ta về tham dự sự kiện ngày hôm nay. Về phía các doanh nghiệp đồng hành với sự kiện, xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Ngọc Hảo, Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Quốc tế Hà Nội, đại diện Thẩm mỹ viện Dr. Hân. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Khắc Khải, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dược phẩm Nam Phương, đại diện nhãn hàng Kihasu. Xin trân trọng giới thiệu nhà thiết kế áo dài Hoàng Ly, chủ tịch Câu lạc bộ Văn hóa Áo dài Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Y tế Việt Xô. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Trọng Hùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Truyền thông và Giải trí Đại Hữu. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Đức Hải, Giám đốc Viettel Trung tâm Cầu Giấy. Về dự và đưa tin cho sự kiện Hương sắc tháng 3 tinh hoa Cầu Giấy hôm nay, xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí phóng viên Đài Truyền hình Hà Nội, báo Phụ nữ Thủ đô, báo Hà Nội Mới, báo Thể thao Việt Nam và báo Kinh tế và Đô thị. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, những lãng hoa tươi thắm của quý vị đại biểu, các quý vị khách quý đã dành cho Hội Phụ nữ trong lễ kỷ niệm hôm nay. Một lần nữa đề nghị các cô, các bác, các chị nổ một tràng pháo tay thật giòn giã để chào mừng sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu đã về tham dự sự kiện của chúng ta ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức xin báo cáo các nội dung tiếp theo. Sau phần tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu là phát biểu ôn lại truyền thống lịch sử của Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và khai mạc sự kiện Hương sắc tháng 3 tinh hoa Cầu Giấy năm 2024, trao lưu niệm cho các đơn vị tham gia sự kiện, trình diễn top áo dài 20 của cuộc thi duyên dáng áo dài qua ảnh, sao giải cuộc thi duyên dáng áo dài qua ảnh phụ nữ quận Cầu Giấy lần thứ nhất. Hoạt động của sự kiện Phụ nữ Cầu Giấy tinh hoa tỏa sáng là 1.000 vận động viên đồng diễn dân vũ, phát động chương trình áo dài đi bộ vì môi trường, tham quan gian hàng trưng bày áo dài với chủ đề tinh hoa áo dài Việt xưa và nay, tham gia và check-in tại các gian hàng của các doanh nghiệp đồng hành cùng sự kiện. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các bác, các chị. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Kim Lê, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, quận ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, lên ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của phụ nữ mùng 8 tháng 3 và khai mạc sự kiện Hương sắc tháng 3 tinh hoa Cầu Giấy, quận Cầu Giấy năm 2024. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
thưa đồng chí Lê Kim Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội. Kính thưa đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các bác, các chị. Hôm nay, trong không khí rộn ràng, phấn khởi của thủ đô và đất nước, bước sang một mùa xuân mới với những vận hội mới trên con đường hội nhập và phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy vui mừng tổ chức kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc sự kiện Hương sắc tháng 3 Tinh hoa Cầu Giấy năm 2024. Thay mặt Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Hội Phụ nữ thành phố Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo quận, các vị khách quý, quý vị đại biểu cùng toàn thể các bác, các chị đã tới tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Xin gửi tới toàn thể quý vị và các bác, các chị em những tình cảm nồng nhiệt và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể chị em, mùa xuân năm nay chúng ta kỷ niệm 114 năm ngày 8 tháng 3, ngày được Đại hội Phụ nữ Quốc tế lần 2 quyết định lấy làm Ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ lao động với khẩu hiệu ngày làm việc 8 giờ, làm việc ngang nhau, bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Trải qua hơn một thế kỷ đấu tranh không mệt mỏi vì bình đẳng và tự do của phụ nữ trên khắp hành tinh, ngày 8 tháng 3 hàng năm đã thực sự trở thành ngày hội của phụ nữ trên toàn thế giới, phấn đấu cho mục tiêu bình đẳng, phát triển và hòa bình. Đối với phụ nữ Việt Nam, ngày 8 tháng 3 còn là dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, một sự kiện hào hùng hiếm có trong lịch sử dân tộc và nhân loại. Cuộc khởi nghĩa đã khắc dấu son đầu tiên trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, chứng minh khả năng to lớn của phụ nữ Việt Nam trong sản xuất và cả trong chiến đấu. Điều này cũng được minh chứng thật rõ nét với sự đóng góp và hy sinh to lớn của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trong đợt tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, một chiến công đã góp phần cùng cả nước ghi dấu vào lịch sử dân tộc, làm tiền đề cho thắng lợi năm 1975 thống nhất đất nước. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể chị em, ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam và phong trào phụ nữ quốc tế để chúng ta mãi tự hào và tôn vinh những cống hiến to lớn của phụ nữ Việt Nam qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, đồng thời cũng là dịp để các thế hệ phụ nữ hôm nay nhận thức sâu sắc hơn về vai trò trách nhiệm của mình trong thời kỳ mới, để từ đó tiếp tục đoàn kết, học tập, tự tin, chủ động hội nhập và phát triển, tham gia tích cực xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ kính yêu. Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ. Sự kiện Hương sắc tháng 3 Tinh hoa Cầu Giấy năm 2024 được khai mạc hôm nay là một chùm những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần vào vườn hoa thi đua muôn sắc màu của phụ nữ Cầu Giấy, hướng tới các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2024. Từ nhiều ngày qua, các hoạt động chào mừng đã sôi nổi diễn ra trên địa bàn toàn quận với nhiều nội dung phong phú như các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động văn hóa ẩm thực, tuyên truyền thực hiện văn hóa ứng xử, các hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, cuộc thi duyên dáng áo dài qua ảnh, các hoạt động giáo dục truyền thống tại các di tích danh lam thắng cảnh đã thu hút đông đảo các tầng lớp cán bộ hội viên và phụ nữ trên địa bàn tích cực tham gia, nâng cao tinh thần đoàn kết và đời sống văn hóa ở cơ sở. Tại sự kiện ngày hôm nay, các quý vị khách quý, các vị đại biểu sẽ cùng chia sẻ niềm vui với cán bộ hội viên phụ nữ toàn quận với các nội dung phát động tuần lễ áo dài năm 2024, Festival áo dài đi bộ vì môi trường, trao giải cuộc thi duyên dáng áo dài qua ảnh năm 2024, đồng diễn dân vũ 1.000 người, trưng bày sản phẩm áo dài Việt, các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ. Hưởng ứng sự kiện tuần lễ áo dài năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã đẩy mạnh tuyên truyền trên các kênh truyền thông xã hội, tổ chức cuộc thi duyên dáng áo dài qua ảnh.
Cuộc thi đã thu hút được 589 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia. Ban tổ chức, ban giám khảo đã làm việc rất tích cực, khẩn trương, công tâm và khách quan để lựa chọn các gương mặt tiêu biểu để công bố và triển lãm ảnh trong ngày hôm nay. Cùng với màn đồng diễn 1.000 cán bộ hội viên phụ nữ trong tà áo dài, khu trưng bày sản phẩm Việt. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận mong muốn sẽ góp phần lan tỏa tinh hoa áo dài Việt, quảng bá và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam đối với cộng đồng. Và với ý nghĩa đó, tôi xin tuyên bố khai mạc sự kiện Hương sắc tháng 3 tinh hoa Cầu Giấy năm 2024. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Kim Lê. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, thưa các bà, các chị, sự kiện Hương sắc tháng 3 tinh hoa Cầu Giấy ngày hôm nay được tổ chức thành công ngoài sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp cán bộ hội viên phụ nữ toàn quận, còn có sự chung tay đồng hành của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn đã góp phần tích cực thúc đẩy cho phát triển phong trào phụ nữ toàn quận lên một tầm cao mới, khẳng định vị trí, vai trò của phụ nữ đối với cộng đồng. Tại sự kiện ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng bày tỏ lời tri ân và kính mời đại diện các đơn vị, các doanh nghiệp đồng hành sẽ lên sân khấu để nhận hoa và giấy chứng nhận của ban tổ chức. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại diện công ty cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Quốc tế Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dược mỹ phẩm Nam Phương, đại diện nhãn hàng Kiasu, nhà thiết kế áo dài Hoàng Ly, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ y tế Việt Xô, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và giải trí Đại Hữu, trung tâm Viettel Cầu Giấy. Kính mời đồng chí Lê Kim Anh, thành ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội. Xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Thị Thu Hoa, thành ủy viên, bí thư quận ủy quận Cầu Giấy. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Kim Lê, quận ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy lên trao giấy chứng nhận và tặng hoa cho các doanh nghiệp đã đồng hành cùng với sự kiện của chúng ta ngày hôm nay. Và các đơn vị, và xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo lưu lại sân khấu để tiếp tục trao lưu niệm cho các đơn vị. Xin cảm ơn các doanh nghiệp. Xin trân trọng kính mời đại diện của Hội Liên hiệp Phụ nữ 8 phường, mời đại diện Hội Phụ nữ Công an quận, mời đại diện Hội Phụ nữ Công ty Đông Đô, mời đại diện Hội Phụ nữ chợ quận,
mời đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ 8 phường, đại diện Hội Phụ nữ Công an quận, mời đại diện Hội Phụ nữ Công ty Đông Đô, mời đại diện Hội Phụ nữ chợ quận. Đồng chí Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận Cầu Giấy, và xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Kim Lê, Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Cầu Giấy sẽ lên trao giấy chứng nhận tham gia và hoa cho các đơn vị. Đề nghị các cô, các bác, các chị nổ một tràng pháo tay thật giòn giã để cảm ơn cho các doanh nghiệp đã đồng hành cùng với sự kiện và các đơn vị đã tích cực tham gia các phong trào do Hội Phụ nữ Quận Cầu Giấy phát động trong nhiều năm qua. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, cảm ơn các đơn vị. Đề nghị các đồng chí Chủ tịch Hội quay lại sân khấu ạ. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, xin cảm ơn các doanh nghiệp và các đơn vị đã tham gia đồng hành cùng với sự kiện của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, thưa toàn thể các bà, các chị, từ bao đời nay, hình ảnh tà áo dài đã trở thành một trong những biểu tượng cho nét đẹp truyền thống không chỉ của người phụ nữ mà của cả dân tộc Việt Nam. Chiếc áo dài đã gắn bó với những thăng trầm của lịch sử dân tộc, đơn giản, gọn gàng, duyên dáng mà thanh lịch. Có lẽ chính vì vậy mà áo dài trở thành trang phục truyền thống gắn bó với cuộc sống thường ngày của phụ nữ Việt một cách tự nhiên và gần gũi. Để hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam năm 2024, ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã xây dựng kế hoạch số 14 ngày 25 tháng 1 năm 2024 về việc tổ chức cuộc thi duyên dáng áo dài qua ảnh trong các cấp hội phụ nữ quận Cầu Giấy năm 2024. Ban tổ chức cuộc thi đã thiết lập và mở bình chọn trên fanpage Phụ nữ Cầu Giấy. Qua hai vòng sơ khảo, ban tổ chức đã lựa chọn được 20 thí sinh vào vòng chung kết để trao các giải cao của cuộc thi. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các quý vị khách quý cùng toàn thể các quý vị đại biểu thưởng thức phần trình diễn áo dài của top 20 cuộc thi duyên dáng áo dài qua ảnh với chủ đề Duyên dáng một thoáng áo dài. Chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật giòn giã để chào mừng top 20 của cuộc thi duyên dáng áo dài qua ảnh năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy phát động ngày hôm nay. Bạn hãy nói cho tôi biết chăng về họ tên mà tôi đã mang, về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mơ. Lòng tôi mong biết đất nước tôi, đất nước đã có bao giờ
đôi chân sẽ bước lên tới những nơi tôi chưa từng đến, để được nghe bài dân ca êm dịu lướt trên sông. Và tôi mới biết về đất nước tôi qua phim, người dân nơi quê hương tôi cày cấy vui trong lời hát, ước mơ về thăm chốn thiêng quê hương. Bao năm tôi đã cách xa, mong ước đến ngày trở về, lòng tôi yêu mến Việt Nam. Tôi sẽ theo cha về thăm làng quê tổ tiên, thăm những giấc mơ bay trên mênh mông đồng lúa. Tôi thấy xa.
xin chào Việt Nam. Quý vị đại biểu cùng các bác các chị, và ngay sau đây ban tổ chức sẽ trao giải cho các thí sinh đạt giải của cuộc thi duyên dáng áo dài qua ảnh. Theo quy chế đã được sửa đổi của cuộc thi, giải thưởng sẽ bao gồm giải tập thể 4 giải A1 dành cho Hội Liên Phụ Nữ các cơ sở có số lượng tham gia nhiều, chất lượng ảnh tốt. Giải cá nhân gồm 28 giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba, 12 giải khuyến khích và 8 giải chuyên đề. Sau đây, được sự ủy quyền của ban tổ chức cuộc thi, tôi xin phép thông qua quyết định giải thưởng của hội thi. Căn cứ quyết định số 05 ngày 29 tháng 2 năm 2024 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy về việc trao giải cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộộc thi duyên dáng áo dài qua ảnh Phụ nữ quận Cầu Giấy năm 2024. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy quyết định: Điều 1, khen thưởng và trao giải cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi duyên dáng áo dài qua ảnh năm 2024, cụ thể như sau. Về giải tập thể, trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho 4 tập thể đạt giải A1 cho các đơn vị có số lượng tham gia nhiều và chất lượng ảnh tốt. Về giải cá nhân, trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho 20 cá nhân có sản phẩm tham gia dự thi đạt chất lượng, số lượng bình chọn và được ban giám khảo lựa chọn. Cơ cấu giải như sau: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba, 12 giải khuyến khích và 8 giải chuyên đề. Điều 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, các tập thể và cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay mặt Ban Thường vụ, Chủ tịch đồng chí Nguyễn Kim Lê đã ký. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tiến hành trao giải tập thể. Về giải tập thể, xin trân trọng kính mời đại diện của Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường có tên sau lên sân khấu để nhận giải A1 là đơn vị có số lượng tác phẩm tham gia nhiều, chất lượng ảnh tốt. Giải thưởng trị giá 1 triệu đồng đến từ nhà thiết kế áo dài Hoàng Ly, Chủ tịch Câu lạc bộ Văn hóa Áo dài Việt Nam. Xin trân trọng kính mời đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mai Dịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Dịch Vọng, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nghĩa Đô và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Dịch Vọng Hậu. Mời đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nghĩa Đô. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Quỳnh Trang, tổng biên tập báo Phụ nữ Thủ đô, trưởng ban giám khảo và nhà thiết kế áo dài Hoàng Ly, chủ tịch Câu lạc bộ Văn hóa Áo dài Việt sẽ cùng lên sân khấu trao giải A1 cho 4 đơn vị tham gia ngày hôm nay. Thank you.
trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Thị Huỳnh Trang và nhà thiết kế áo dài Hoàng Ly. Xin chúc mừng cho bốn đơn vị. Về giải cá nhân, mỗi giải cá nhân hôm nay ngoài giấy chứng nhận đều nhận được quà tặng là hai bộ sản phẩm trị giá 3,1 triệu đồng do nhãn hàng Kiasu và thẩm mỹ viện Dr. Hân trao tặng. Trước tiên chúng ta cùng đến với giải chuyên đề của cuộc thi ngày hôm nay. Giải thưởng bao gồm giấy chứng nhận và quà tặng của hai nhà tài trợ là bộ mỹ phẩm trị giá 3,1 triệu đồng do nhãn hàng Kiasu và thẩm mỹ viện Dr. Hân trao tặng. Xin trân trọng kính mời các thí sinh có tên sau lên sân khấu để nhận giải chuyên đề của cuộc thi. Thứ nhất, giải thí sinh có gương mặt khả ái thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, mang mã số DV05 đến từ phường Dịch Vọng. Giải thí sinh cao tuổi nhất thuộc về thí sinh Vũ Thị Thanh, mang mã số NT11 đến từ phường Nghĩa Tân. Giải thí sinh được khán giả bình chọn thuộc nhiều nhất thuộc về thí sinh Đỗ Thị Minh Thơm, mang số báo danh ND10 đến từ phường Nghĩa Đô. Giải thí sinh duyên dáng thuộc về thí sinh Trịnh Thị Dung đến từ phường Nghĩa Đô. Giải phong cách thuộc về thí sinh Trần Thị Tuyết, mang mã số DV18 đến từ phường Dịch Vọng. Giải ấn tượng thuộc về thí sinh Hoàng Minh Nguyệt, mang mã số QH06 đến từ phường Quan Hoa. Giải triển vọng thuộc về thí sinh Lê Thị Hà, mang mã số DV114 đến từ phường Dịch Vọng. Và cuối cùng là giải thí sinh được nhà tài trợ bình chọn là gương mặt sứ giả truyền thông thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Hằng, mang mã số MD104 đến từ phường Mai Dịch. Xin trân trọng kính mời 8 thí sinh có giải chuyên đề của chúng ta cùng lên sân khấu để nhận giải của ban tổ chức. Ban tổ chức xin nhắc lại, xin mời thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, thí sinh Vũ Thị Thanh, thí sinh Đỗ Thị Minh Thơm, thí sinh Trịnh Thị Dung, thí sinh Trần Thị Tuyết, thí sinh Hoàng Minh Nguyệt, thí sinh Lê Thị Hà và thí sinh Nguyễn Thị Hằng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, và xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Quận ủy lên sân khấu trao giải cho các thí sinh của chúng ta ngày hôm nay. Trân trọng kính mời ông Phạm Ngọc Hảo, Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Quốc tế Hà Nội, và xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Khắc Khải,
Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dược mỹ phẩm Nam Phương lên sân khấu để trao quà tặng cho 8 thí sinh đạt giải chuyên đề của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn đồng chí Lê Thị Tú, đồng chí Trần Việt Hà. Cảm ơn các doanh nghiệp và xin chúc mừng cho 8 thí sinh của chúng ta đã giành giải chuyên đề của cuộc thi ngày hôm nay. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với giải khuyến khích của cuộc thi. Chúng ta có 12 giải khuyến khích. Mỗi giải khuyến khích trị giá 3,4 triệu đồng, bao gồm giấy chứng nhận, 300.000 tiền mặt của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ y tế Việt Xô và hai bộ quà tặng trị giá 3,1 triệu đồng. Do nhãn hàng Kiasu và thẩm mỹ viện Dr. Hân trao tặng. Sau đây xin trân trọng kính mời các thí sinh có tên sau lên sân khấu để nhận giải thưởng. 1. Thí sinh Trần Thị Bích Thủy đến từ phường Trung Hòa. 2. Thí sinh Đặng Thị Sáu đến từ phường Trung Hòa. 3. Thí sinh Đỗ Hoàng Ngân đến từ phường Mai Dịch. 4. Thí sinh Nguyễn Thị Thu Hạnh đến từ phường Mai Dịch. 5. Thí sinh Hoàng Thị Bảo Ngọc đến từ phường Quan Hoa. 6. Thí sinh Nguyễn Vi Xiêm đến từ phường Yên Hòa. 7. Thí sinh Phạm Thị Kim Thu đến từ phường Nghĩa Tân. 8. Thí sinh Nguyễn Việt Anh đến từ phường Dịch Vọng. 9. Thí sinh Đặng Thị Phương đến từ phường Dịch Vọng Hậu. 10. Thí sinh Phạm Thị Minh Khuyên đến từ phường Dịch Vọng Hậu. 11. Thí sinh Trần Thị Kim Dung đến từ phường Dịch Vọng Hậu. 12. Thí sinh Trần Thị Hòa đến từ phường Mai Dịch. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cầu Giấy. Và xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Thị Quỳnh Trang, Tổng biên tập báo Phụ nữ Thủ đô lên trao giải khuyến khích cho 12 thí sinh. Xin trân trọng kính mời ông Phạm Ngọc Hảo, Giám đốc công ty Dr. Hân. Và xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Khắc Hải, Giám đốc công ty thương mại nhãn hàng Kiasu cùng lên trao quà tặng cho các thí sinh của chúng ta ngày hôm nay. Thank you.
cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các doanh nghiệp. Và xin chúc mừng cho 12 thí sinh của chúng ta đã giành giải khuyến khích của cuộc thi ngày hôm nay. Về giải 3, chúng ta sẽ đến với các thí sinh đạt giải 3. Giải thưởng trị giá 3,5 triệu đồng, bao gồm giấy chứng nhận 400.000 đồng tiền mặt của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ y tế Việt Xô và hai bộ quà tặng trị giá 3,1 triệu đồng do nhãn hàng Kiasu và thẩm mỹ viện Dr. Ân trao tặng. Sau đây xin mời các thí sinh có tên sau lên sân khấu để nhận giải thưởng. 1. Xin mời thí sinh Cao Cẩm Lan đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nghĩa Đô. 2. Xin mời thí sinh Tống Mai Oanh đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Hòa. 3. Thí sinh Lê Thị Minh Tâm đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Dịch Vọng Hậu. 4. Thí sinh Đào Thị Thanh Tú đến từ Hội Phụ nữ chợ quận Cầu Giấy. 5. Thí sinh Phạm Kim Hoa đến từ Hội Phụ nữ chợ quận Cầu Giấy. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cầu Giấy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Kim Lê, Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy. Và xin trân trọng kính mời đại diện nhãn hàng Kiasu, thẩm mỹ viện Dr. Hân, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ y tế Việt Xô cùng lên sân khấu để trao giải thưởng và quà cho 5 thí sinh đạt giải 3 của chương trình cuộc thi của chúng ta ngày hôm nay. Của cuộc thi của chúng ta ngày hôm nay. Giải nhì sẽ được nhận phần thưởng trị giá 3,6 triệu đồng, bao gồm giấy chứng nhận 500.000 tiền mặt của công ty trách nhiệm thương mại dịch vụ và y tế Việt Xô và hai bộ quà tặng trị giá 3,1 triệu đồng do nhãn hàng Kiasu và thẩm mỹ viện Dr. Hân trao tặng. Xin được chúc mừng hai thí sinh có tên sau lên sân khấu để nhận giải nhì. Xin chúc mừng thí sinh Đinh Thị Nga đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Dịch Vọng Hậu. Và xin được chúc mừng thí sinh Đỗ Thị Kim Xuân đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nghĩa Đô. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy. Và xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên dân vận Quận ủy lên sân khấu để trao giấy chứng nhận và quà tặng cho các thí sinh đạt giải của chúng ta ngày hôm nay. Và xin trân trọng kính mời đại diện của nhãn hàng Kiasu, thẩm mỹ viện Dr. Hân và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ y tế Việt Xô cùng lên sân khấu để trao giải, trao phần thưởng cho các thí sinh của chúng ta đạt giải nhì của chúng ta ngày hôm nay.
cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, cảm ơn các doanh nghiệp và xin chúc mừng cho hai thí sinh của chúng ta, thí sinh đến từ phường Quan Hoa và Dịch Vọng Hậu. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đồng nhiệt nổ một tràng pháo tay thật giòn giã để chúc mừng cho thí sinh Nguyễn Thị Thùy Trang mang mã số CAQ01 đến từ Hội Phụ Nữ Công an quận đã xuất sắc vượt qua 500 thí sinh để đạt giải nhất của cuộc thi Duyên Dáng Áo Dài Qua Ảnh của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, và xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Cầu Giấy lên sân khấu để trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Thùy Trang. Xin trân trọng kính mời đại diện của nhãn hàng Kia Su, Thẩm mỹ viện Dr. Hân, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Y tế Việt Xô cùng lên sân khấu để trao những quà tặng cho thí sinh Nguyễn Thị Thu Trang của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn đồng chí Lê Kim Anh, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Thị Phương Hoa, cảm ơn các doanh nghiệp và xin chúc mừng cho thí sinh Nguyễn Thị Thùy Trang của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý cùng toàn thể. Phong trào dân vũ với tiêu chí mỗi phụ nữ lựa chọn một bộ môn thể thao để rèn luyện phù hợp với bản thân mình đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ năm 2022 đến nay, trở thành một phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa không chỉ trong đội ngũ cán bộ hội viên tầng lớp phụ nữ mà đông đảo nhân dân đã hăng hái tham gia tập luyện, coi đây như một bộ môn thể dục thể thao phù hợp, có tính chất đoàn kết, sôi nổi, phù hợp với mọi lứa tuổi. Và tại sự kiện Hương sắc tháng 3 Tinh Hoa Cầu Giấy ngày hôm nay, với sự tham gia của 1.000 cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn quận, chúng ta sẽ có hai tiết mục để tham gia ngày hôm nay. Đề nghị đội dân vũ của chúng ta ổn định đội ngũ đội hình ạ. Ban tổ chức đề nghị đội dân vũ của chúng ta ổn định đội hình. Các biển tiêu đâu ạ? Các biển tiêu giơ lên ạ. Quay ngược về phía sau để chúng ta tập hợp đội hình ạ. Viên của chúng ta khẩn trương ạ. Ban tổ chức đề nghị các vận động viên của chúng ta khẩn trương vào đội hình đội ngũ ạ.
các cô các chị không tham gia dân vũ, khẩn trương di chuyển khỏi sân để các cô các chị có chỗ để chúng ta chuẩn bị đến phần đồng diễn. Các biển tiêu, các đồng chí gầm biển tiêu giơ lên quay ngược lại để chúng ta đội hình đội ngũ khẩn trương ạ. Các cô của phường Mai Dịch khẩn trương giúp ban tổ chức. Phường Nghĩa Đô ạ. Chúng ta có một phút để chuẩn bị cho các nội dung cá nhân. Sau đó chúng ta sẽ đến với hai bài đồng diễn của chúng ta. Đề nghị các cô ạ. Một nghìn vận động viên của chúng ta đã chuẩn bị tinh thần chưa ạ? Chuẩn bị to rồi thì hô thật rồi thật to cho các đồng chí đại biểu của chúng ta được nghe được không ạ? Các vận động viên của chúng ta chuẩn bị tinh thần chưa ạ? Và sau đây xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể khán giả sẽ đến với hai bài trình diễn tiết mục dân vũ. Đó là bài ca Phụ Nữ Việt Nam và bài ca Kết Đoàn sẽ được phần đồng diễn của 1.000 vận động viên đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ 8 phường và Hội Phụ nữ Công ty Đông Đô của chúng ta ngày hôm nay. Thanh, bộ phận âm thanh chuẩn bị ạ. Các cô ấy chỉ sóng hàng một lần nữa cho ban tổ chức ạ. Chúng tôi sẽ đếm ngược nha, các cô, các chị. 3, 2, 1, bắt đầu. Dù chẳng một giây nào nung như cánh lúa hiên cho đời bao sức sống, xứng danh để trao tặng người trung hậu đảm đang. Cây súng thế quốc bên mình ta sống tới, vẫn không có quên tình yêu ngô lúa thân khoai. Vui biết mấy mươi khi dành năng xuân mới, thức qua giấc đêm dài nhìn thấy mây cùng vui. Phụ nữ Việt Nam vốn hay làm hay làm chỉ đường đạm đôi mắt sáng, mơ ước đến biên ta thành chim cất cánh, quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai quyết đứng giữa cánh đồng năm bắt lũ, có nghe dưới than về biển tiếng mưa xôn xang. Yêu biết mấy những đôi bàn tay leo leo đã thêm qua vào nền non nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân sang. Có chị em trên đường.
kè thu trắng một giây nao núng như cánh lúa hiên cho đời bao sức sống xứng danh đã trao tặng người trung hậu đảm đang cây súng thiết quang bên mình ta sống tới vẫn không có quên tình yêu ngô lúa dân khoai vui biết mấy người khi giành đang xuất mới bước qua giấc đêm dài nhìn thấy mấy cùng vui phụ nữ Việt Nam vốn hay làm hay làm có đàng chỉ đường đã bừng đôi mắt sáng trên cất cánh quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang ai quyết thắng giữa cánh đồng năm vắt lúa có nghe sẽ than về biển tiếng búa xôn xao yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo đã theo con búa vào nền non nước Việt Nam cùng nhau đón xuân sang cùng nhau đón xuân sang có chị em ta vui vui. Oh.
dân rung lòng ta tiếng cười thay lời chào vòng xuê hoa bao màu sắc ở tươi vui lòng mọi người hân hoan mừng quê hương ta được mùa ta chúc nhau bao lời thương lời nhớ trong niềm tin về mùa xuân tương Xin trân trọng cảm ơn phần đồng diễn dân vũ của 1.000 cán bộ hội viên phụ nữ quận Cầu Giấy của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và ngay sau đây chúng ta cùng hưởng ứng chương trình Đi bộ vì môi trường do Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy phát động, là một trong những hoạt động cao điểm của sự kiện chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Cầu Giấy cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng ban ngành, các đồng chí đại diện lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc các phường cùng tham gia chương trình Đi bộ vì môi trường. Một nghìn vận động viên của chúng ta đâu ạ? Hãy nổ một tràng pháo tay thật giòn giã để chào mừng cũng như cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý đã đến tham dự sự kiện và hưởng ứng chương trình Đi bộ vì môi trường của chúng ta ngày hôm nay. Những tràng pháo tay thật giòn giã và dài hơn nữa được không ạ? Anh đã ghim vào những thân trẻ bao ký ức xót xa. To, giòn, dài nào các cô ơi? Vỗ tay thật to, thật dài và thật giòn giã lên ạ. Con đã vẽ hình hai quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói rơi reo tháng năm. Người Việt Nam da nâu như cành sen. Việt Nam ơi, quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò à ơi. Dậy với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông. Và thưởng thức kỳ nghỉ top 20 của chúng ta cùng tham gia với chương trình Đi bộ vì môi trường. Top 20 của chúng ta đâu ạ? Các chị khẩn trương di chuyển về phía sau của đoàn đại biểu ạ. Top 20 của chúng ta đâu ạ? Đề nghị top 20 của chúng ta di chuyển phía sau, ngay sau đoàn đại biểu, các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý của chúng ta. Chúng ta cùng hưởng ứng tham gia chương trình Đi bộ vì môi trường. 1.000 vận động viên của chúng ta đâu ạ? Những tràng pháo tay của chúng ta đâu ạ? Vào những thân tre bao ký ức xót xa hỡi mẹ, anh đã ru ngủ những dòng sông cùng em má chảy vai hướng đông. Còn đã vẽ hình hai quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru. Vào ngày tiếp theo đoàn đi bộ của các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các đại biểu là phần đi bộ vì môi trường của 300 vận động viên đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nghĩa Đô và Hội Phụ nữ Công ty Đông Đô.
Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dây xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thao thơm bất khuất như cành sen. Với Phường Nghĩa Đô, việc thành lập và duy trì tập luyện đều đặn 28 câu lạc bộ dân vũ, 13 câu lạc bộ dưỡng sinh, có thể khẳng định việc lựa chọn một bộ môn thể dục thể thao phù hợp với chị em đã ngày càng được quan tâm và có sức lan tỏa trong cộng đồng. Hội Phụ Nữ Công ty Đông Đô là một đơn vị được thành lập từ năm 2012. Tuy là đơn vị doanh nghiệp nhưng luôn tham gia nhiệt tình các phong trào do Hội Phụ Nữ quận Cầu Giấy phát động, đặc biệt là phong trào dân vũ và thể dục thể thao. Tiếp theo, đoàn vận động viên của Phường Nghĩa Đô và Hội Phụ Nữ Công ty Đông Đô là tốp vận động viên đến từ phường Yên Hòa và Mai Dịch. Đây là hai đơn vị tổ chức nhiều cuộc giao lưu, các câu lạc bộ dân vũ trong và ngoài phường, tạo nên một phong trào sôi nổi đối với việc rèn luyện sức khỏe của cán bộ hội viên và tầng lớp phụ nữ. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ Nữ phường Yên Hòa và Mai Dịch còn thành lập nhiều câu lạc bộ dưỡng sinh, bóng chuyển hơi. Từ đầu nhiệm kỳ 2021 năm 2026, hai đơn vị luôn có những sáng tạo trong công tác bảo vệ môi trường. Đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ Nữ phường Yên Hòa đã đạt giải khuyến khích trong cuộc thi đoạn đường tuyến phố nở hoa do Hội Liên hiệp Phụ Nữ thành phố phát động năm 2021. Chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Chiến thắng bay trên cao, tan vỡ son thôn nhỏ bé. Ước mơ về thăm chốn thiêng, mong sao quê hương giang tay đón tôi. Mong ước đến ngày trở về, lòng tôi yêu mến Việt Nam. Bạn hãy nói tới mái tóc đen, tới đôi chân nhỏ bé. Đến từ Hội Liên hiệp Phụ Nữ phường Quan Hoa và phường Dịch Vọng, các vận động viên của chúng ta mang đến chương trình một thông điệp: phụ nữ đi bộ vì cộng đồng ngày hôm nay là để chăm sóc gia đình và tham gia các hoạt động xã hội, sống có ích và sống vì cộng đồng. Đây là hai đơn vị luôn đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường và thực hiện tốt mô hình làm theo do Hội Liên hiệp Phụ Nữ quận Cầu Giấy phát động trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đã xây dựng nhiều ngõ, đoạn đường xanh sạch đẹp với những bức tranh tường mang thông điệp bảo vệ môi trường có sức lan tỏa tại khu dân cư. Bộ một vòng quanh sân vận động của trường Đại học Sư phạm Hà Nội thì mời các cô các chị tham quan tại các gian hàng và check in để nhận quà tặng. Và phía cuối của chúng ta có chỗ của Viettel, chúng ta sẽ qua đấy để những cái gói sản phẩm dành tặng cho chúng ta ngày hôm nay. Thank you.
ghim vào những thân tre bao ký ức xót xa hơi mẹ. Anh đã ru ngủ những dòng sông cùng êm á chạy về hướng đông, còn đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dày xeo tháng năm. Người Việt Nam ra đâu mắt đen. Sau khi các cô các chị đi cổ vào quanh sân vận động thì chúng ta ghé tham quan tất cả các gian hàng. Phía sau trong kia của chúng ta là gian hàng của Viettel với rất nhiều phần quà đang chờ đón các cô các bác các chị. Và tham quan gian hàng áo dài của cuộc thi đua số 2, số 1 của chúng ta. Cùng với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Ban tổ chức xin nhắc lại là sau khi các cô các chị đã đi bộ một vòng quanh sân vận động của trường Đại học Sư phạm thì đề nghị của chúng ta là chúng ta sẽ đi tham quan các gian hàng. Phía bên trong của chúng ta là có gian hàng của Viettel và của Phó Nha Khoa Việt Xô, và có gian trưng bày áo dài của cuộc thi đua số 2. Phía bên tay phải, còn phía bên tay trái của MC đó là gian hàng trưng bày của cuộc thi đua số 1 của gian hàng ESU của Thẩm mỹ Việt Đông Cơ Hân, và có của gian hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Sầu Vinh. Vâng, thì các cô các bác các chị sẽ tham quan các gian hàng, check in tại các gian hàng để nhận những phần quà vô cùng có giá trị và đặc sắc đến từ các doanh nghiệp đã đồng hành cùng với sự kiện của chúng ta ngày hôm nay. Sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam, nhìn non sông trời vẫn đất vương. Cùng với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel. Sự kiện Hương sắc tháng 3 tinh hoa cầu Giấy hôm nay đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý cùng toàn thể các đại biểu, các doanh nghiệp trên địa bàn lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và luôn ủng hộ đồng hành cùng phong trào phụ nữ quận Cầu Giấy trong thời gian tiếp theo. Xin gửi tới các bà các chị lời cảm ơn sâu sắc đã nhiệt tình tham gia hưởng ứng chuỗi hoạt động của sự kiện hôm nay. Nhân dịp 8 tháng 3, xin kính chúc các bà các chị mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn là những người giữ lửa trong gia đình và là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa của phụ nữ quận Cầu Giấy của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Đi bộ một vòng quanh sân rồi thì mời các cô các bác các chị sẽ di chuyển đến các gian hàng check in để nhận quà từ các nhà tài trợ của chúng ta. Vâng ạ, phía bên trong là có gian hàng của Viettel, của nhãn hàng Nha Khoa Việt Xô, và tham quan gian hàng trưng bày của cụm thi đua số 1. Về phía bên cổng ra vào thì các cô các chị sẽ tham quan gian hàng trưng bày áo dài của cụm thi đua số 2, của nhãn hàng ESU, của Thẩm mỹ viện Dr. Hân và của công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Vinh. Và đó còn có của công ty Hoa Linh. Chúng ta sẽ ghi và nhận những phần quà từ của các nhà tài trợ, của các doanh nghiệp trên địa bàn của Cầu Giấy chúng ta ngày hôm nay. Nước xanh ôi là nước trong xanh, ô tình là con cá lặn, ở cái duyên có du hơi. Lời ru theo tôi. Xin kính mời toàn thể các vận động viên cũng như các cổ động viên
cũng sẽ ra nhận luôn món quà của sản phẩm Hoa Linh. Lúc trước thì có cái sự thay đổi định chuyển về phường, nhưng mà nay đơn vị phát luôn. Trung Bắc Nam, Việt Nam trong tôi là. Xin mời câu lạc bộ dân vũ của phường Dịch Vọng chúng ta sẽ ở lại chúng ta kiểu ảnh kỷ niệm hưởng ứng chương trình dân vũ 1.000 người của quận Cầu Giấy ngày hôm nay ạ. Xin mời các đội trưởng câu lạc bộ dân vũ của phường Dịch Vọng. Cho dù về nơi đâu, chiều trái tim này cùng hát chung câu Việt Nam. Ban tổ chức xin kính mời đồng chí Ngô Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Phụ Nữ của phường Nghĩa Tân về gặp ban tổ chức tại sân khấu. Máu đỏ xa vàng, tôi là người Việt Nam. Biển trời hôm nay xung vầy chung Bắc Nam. Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mãi. Người Việt Nam, dù đi năm châu cho dù về nơi đâu, chiều trái tim này cùng hát chung câu Việt Nam. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Tất cả các gian hàng và các quầy trưng bày sản phẩm thì chúng ta đều để trưng bày đến buổi trưa ngày hôm nay. Và hiện giờ là ban tổ chức có nhận được một chùm chìa khóa xe máy của cô chị nào. Nếu cô chị nào kiểm tra thiếu chìa khóa thì vui lòng liên hệ với đồng chí Hiền ạ.